Ok, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em một clip là gồm 9 cây cần. 9 cây cần này gồm 8 cây carbon và một cây phíp hai đọt. Những cây này đều là những cây đánh cảm giác, một số cây có thể đánh bạo lực. Giống như cây số 1. Giống như cây số 5 có thể đánh bạo lực. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Số điện thoại em có để ở trên clip, anh em chốt hàng có thể vui lòng liên hệ với em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem vô cái thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây. Đây là một cây cần thứ nhất. Cây này là một cây Suyumi. Cây Suyumi tem, cái tem này đẹp. Tem này cái hiệu là carbon nhưng mà em nhìn là gạch phíp. Đây, 35 mét 2m1, độ cứng là tầm 30 đến 50, hai đọt nha mọi người. Sử dụng hàng dàn phen là dàn phen Fuji, Fuji trắng. Sơ lược cây cần còn khá là ok, cần này còn khoảng 90 95%. Bát là bát Fuji luôn nha mọi người. Còn khá ok. Hai đọt. Một đọt 30, một đọt 50. Cần này thì nặng 160 g. Đọt số 30 là 1 ly 7. Đọt số 50 là 3 ly 2. Đó. Đọt 30 là gồm 8 phen. Đọt số kể cả đầu bu. Đọt 50 là 7 phen. Đó. Đây. Đây là đọt 50. Đó. Cần này chia cho anh em đi câu bè, câu cảm giác. Những câu này là những cây hay chi. Đây, đọt là 30. À, anh em có thể đi mua một cây cần mà có thể đánh nhiều thể loại. Tất cả đều là dạng phen này, dạng Fuji nha mọi người. Fuji. Đây, nó để chữ trong đây. Đó. Cần còn khá là ok. Đó. Cần không lỗi. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi thì anh em gửi về cho em. Đó. Rồi. Giá cây này luôn, giá cây công khai cây này là 400k nha mọi người. Cây số 1 400k. Cây này là cây tiếp nha mọi người. Rồi, tiếp theo cây số 2. Đó. Cây số 2 là một cây Suzumi hàng carbon sáng quang. Đây anh em có thể thấy. Phen là phen Fuji dạ quang. Đó. Đây thông số đấy đây đó, 2m1 đó. Đây cái này là một đợt nhưng nó đã bị mắc một khoảng 5 phân này đó, mắc một khúc rồi đó. Đợt họ chạy keo sắn quấn 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 luôn. Cây này hiện tại tầm khoảng 2m05, không phải là còn 2m1 nha anh em, mắc cả 5 đến 5 phân, 5 phân 4 phân, tầm khoảng 2m05, 2m06 gì đó. Và còn khá là cứng, cần này rất là cứng nha. Đó, carbon sắn toàn thân nha mọi người. Đó. Thích hợp cho anh em đánh bạo lực, cây này anh em đánh bạo lực ok, chùm. Mới tầm cây này tầm khoảng đây, gốc nó có mấy con cá này, khá là đẹp. Đó. Cây này cứng tầm khoảng 80. Đó, 80 g. Carbon sắn ngoại hình tầm khoảng 90 90%, dàn phen Fuji. Cây này là nặng là 200 g, độ cứng tầm 80 đến 100, sở hữu là 11 phen kể cả đầu bung nha mọi người. Cây khá cứng nha anh em. Đó, cần sao nói vậy, cần mắc máy tắt thì em đo nói mắc máy tắt. Đó. Rồi giá công khai cây luôn, giá công khai 400k. Đó, cần mắc cây số 2 400k. Cần em soi kỹ cho anh em xem hết rồi đó. Anh em về bạo lực thì lấy con này về đánh khỏi chơi. Nhẹ mạnh. Cây số 2 400k nha mọi người. Bát là bát Fuji. Rồi. Cây này cây số 3. Cây này HD gì đó. Đây, hiểu nó đây.
Đó, carbon nha mọi người, đây sắn đây đó. Đó, mọi người thấy nó sắn không cái này nè đó. Còn đọt thì nó đã chạy keo không thấy sắn, chỉ thì chỉ bạc bạch kim đó, khá là đẹp. Đó, cây này cây carbon nhưng mà em không biết hiểu gì luôn. Cây là 1m75, độ cứng cây này tầm khoảng, độ cứng tầm khoảng 30. Đó, thích hợp cho anh em đi đánh giết, đánh biển, đánh cảm giác. Đó, câu tra câu chim. Đó, sử dụng phen là phen, chả biết phen gì luôn, phen thường đi, bass là bass thường nha, bass hãng, hàng là hàng carbon. Cây này thì đầu bu là 1.6, nặng 150g, có tổng cộng là 12 phen kể cả đầu bu. Đó, giá công khai luôn, giá công khai cây là 400k nha mọi người, một cây carbon chả biết hiệu gì, nên anh em có thể tra lên đây. Đó, mà đó đây nó đây. Rồi, cây số 3 450k. Đó, tiếp theo sẽ là một cây số 4. Em vào bên đây tí. Cây số 4 là một cây Ryobi, hàng của Korea, chiều dài 1m8, 2 khúc. Đó, hàng carbon tiết new, carbon mới. Đó, để anh em có thể thấy nó sẵn. Đó, hàng carbon sẵn nha mọi người. Cây này nặng 150g, độ cứng là 30, đọt là 1.3, có tổng cộng là 9 phen cây cá đầu vu. Sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji, bát là bát Fuji. Đó, hàng còn khá là mới. Chung cây này tầm khoảng đây. Đó, cây này tầm khoảng 90-95% carbon, ký hiệu carbon. Cái này là ký hiệu dẫn điện anh em. Đó, anh em tránh xa nguồn điện ra. Nào, carbon sẵn quăng này thấy không? Đó, cây này sử dụng đọt là đọt tháp nha anh em, đọt nó sẽ được tháp khúc này, hãng nó tháp. Đó, nó tăng độ cứng của cây cần và độ dịu của cây cần lên. Rồi, cây này là cây số 4. Cây số 4 có giá là 700k nha mọi người. Đó, cây số 4 có giá là 700k, hàng carbon new mới tầm khoảng 90%, 95%. Phen Fuji Seed lòng xám. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Để em bỏ ba cái đầu. Cây này là một cây hàng Alpha Taco, hàng nội địa. Nó gốc là gốc carbon, nên em thấy có thể thấy sẵn ký hiệu carbon. Bass là bass Fuji Japan. Đó, tem vàng. Đó, gốc ok. Cây này nặng là 300g, có 3 đọt, một đọt là 50, một đọt đây, thông số nó đây, một đọt 50, đọt 100, đọt 150, 1m8. Cây này chuyên cho anh em đi đánh tàu, đánh bè, đánh thuyền, đánh bầu lực. Có độ cứng tầm khoảng đọt 50 được là độ tầm 3.1, đọt 80 tầm 3.7, đọt 150 là tầm 4 ly. Đó, có tổng cộng là 6 phen kể cả đầu bu, 1 2 3 4, 6 phen kể cả đầu bu, cần còn khá là mới. Đây, phen cũng là phen lớn nha anh em. Đó, đọt cái này là gốc, gốc là gốc carbon nha anh em. Đó, carbon sắn, đọt là đọt sợi thủy tinh, đọt đặc. Đọt sợi thủy tinh, đọt đặc, chiên cho anh em đi cảo hàng. Đó, cây này khá là cứng. Phen là phen Fuji nha mọi người. Đó, cây đọt này độ cứng từ 100 đến 150.
Đọt này độ cứng từ 80 tới 100. Đọt này độ cứng từ 50 tới 100. 50 tới 60. Tất cả đọt này đều là phen Fuji hết, đọt sợ xỉ tinh. Đó. Đọt xanh nó vậy. Đây đầu bu em đã thay cho đầu bu chống sắn. Nói chung là cây này đầu bu nó đã bị muối ăn mòn rồi, nhưng mà nó không mất một phân nào chứ. Anh em về đo mà giống như 1m8 mà không đủ 1m8 thì anh em gỡ trả em. Đó. Nói chung là cái này là không mất một phân hết nha anh em. Khá là cứng, ba đọt. Ngoại hình cây này tầm khoảng 90-95%. Đó, ba đọt đây. Đó, một cây cần ba đọt cho anh em câu nhiều thể loại, anh em có thể lấy đi biển đánh ok, bao hàng. Ừ. Hàng còn khá là ok, mới, gốc là gốc carbon nha anh em. Đó, gốc nguyên sinh của nó đây. Đó. Hàng Alpha Taco, hàng nội địa Nhật. Tem, nó có tem. Rồi, giá ra đi cây luôn anh em, giá ra đi là 900k nha anh em, 900k cộng ship. Đó, cây số 5, 900k cộng ship. Tổng cộng thì em đã sơ lược qua rồi. Nào, fan nó khá là to. Cho anh em đi đánh biển, cảo hàng, đánh bè. Mấy cây này đánh bè, cảo cha là khổ chơi. À, đánh biển trên ghe, nó cần nó ngắn, dễ di chuyển. Đa phần em đi câu vỏ rải, em cũng thích chơi mấy cây cắm gốc này nè. Nó ngắn, dễ di chuyển. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 6. Đây, cây số 6 là một cây Henchi. Tem nội địa Nhật, đó. Cần carbon giả chút. Cái máy chèo cũng làm cũng đẹp nữa, đó. Đây, đó. Khá là đẹp, cây này đảm bảo với anh em phải mới tầm khoảng 95% ăn lên. Đó. Bát là bát Fuji nha. Phen là phen Fuji Seed lòng xám. Carbon là carbon giả trúc. Đó. Em sơ lược cho anh em xem. Khá là ok cho anh em. Đó, em bán hàng thì em sẽ soi kỹ cho anh em xem. Anh em xem ưng thì anh em chốt. Có thể anh em kia chụp hình kỹ để cho anh em xem. Đó, để tổng qua lượt qua cây cần. Rồi, em đọc thông số cho mọi người nha. Cây này còn nguyên hộp nguyên túi nha anh em. Cây nguyên hộp nguyên túi. À, cây này là 1m8, 2m, nặng 145g. Thu hai khúc chia là 1m95. Độ cứng tầm 20-40. Đó, đọt là tầm 1 ly 5. Đọt gốc là 20 ly 8. Đó, đó tổng quan về cây cần carbon trả chút. Cây số 6, hàng khá là ok, hàng đẹp đẽ, sạch sẽ. Đó, khá là ok, hàng đẹp, chuẩn đẹp luôn. Cây này mà không được tầm khoảng 95% thì anh em gửi về cho em. Đó, đảm bảo anh em luôn đó, bao luôn á. Đọt này nó tầm 20-40. Anh em đi câu bè, câu tôm, câu biển lấy cái này tính là cảm giác phê luôn á. Rồi, cây số 6 giá là 800k nha mọi người. Đó. Còn nguyên hộp nguyên túi. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Một cây vẫn là một cây Ikata. Lộn, cây Henchi. Quên Ikata. Cây Henchi này là hàng của Đài Hoa. Đó. Hàng sắn ít hay da. Đó. Bát là bát Đài Hoa, bát hãng luôn nha. Đây nó nè. Sắn ít hay da nha. Cây này là 2m1. Chỉ có một đọt thôi. Đọt này em đánh tầm khoảng... Đọt này 30. Hàng về... Đọt 20-30. Đó. Sáng nhất toàn thân nha anh em. Đó. Carbon hay da gì đó. Hàng này là hàng này sản xuất tại Taiwan nha anh em. Hàng sản xuất tại đâu thì em nói tại đó. Hàng carbon hay da. Đó. Cái này đảm bảo với anh em mới tầm khoảng 90%. Không được 90% gửi về.
cật quanh hai da, đọt là đọt thấp, đọt cứng tầm 20-30, phen là phen full xin xít đó, một cái cần xịn sò, đúng chất xịn sò luôn á. Chiều dài 2m1 nha anh em, nặng là 160g, đầu bu là đọt là 1.8 ly, có tổng cộng là 11 phen kể cả đầu bu, hàng carbon đó. Đây góc carbon, đây carbon hai da sắn xịn sò đó. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai là 900k nha. Cây số 7 900k. Tiếp theo là một cây cắm gốc lỡ đó. Đây Bata Bát Pusi, hàng là hàng carbon sắn nổi đó, anh em thấy không đó, phen là phen Pusi Sit trồng dạ quang. Đây trong đây em chưa vệ sinh này, thấy không anh em. Hàng này chỉ là lau chùi sơ sơ và đăng lên cho anh em thôi. Cây này là một cây Shimano hàng thương hiệu John Holiday này. Hàng carbon nha mọi người, đó, carbon sáng quang quang luôn, carbon xanh. Đọt là đọt thấp. Đó. Đây. Đọt cây này cứng tầm 50 nha mọi người, đọt cây này cứng tầm 50. Đó. Đọt khá là ok, cây này ngoại hình sơ sơ tầm khoảng 80-90%. Hàng không lỗi. Gốc đây, đó. Gốc đã được bọc da. Cây này có chiều dài là 2m3, độ cứng là 50, đọt là 2 ly 3, có tổng cộng là 11 phen đó, nặng là 250g. Cây là một cây cắm gốc lỡ nha mọi người. Đây đó, khá là ok. Số dần phen này dần phen Fusisit và quang hàng carbon, khá là đẹp, hàng thương hiệu của hàng Shimano nha mọi người. Đó. Cây này về là đánh châu bò luôn, đánh bao cảm giác bao khuê luôn á. Anh em nào đi đánh bè, đánh cha, đánh chim, câu biển cũng được. Đó. Đó là ok. Rồi, cây này có giá công khai cho anh em luôn nha anh em. Cây này giá công khai là 800k nha mọi người. Đó, anh em hốt thì hốt. Hàng carbon, đọt thấp. Rồi tiếp theo sẽ là một cây cuối cùng, cây số 9, một cây cần gút, để em đem qua đây cho dễ quay. Đó, cây cần gút thu gọn là 89 cm, độ cứng là 50, đọt là 2 ly, nặng là 120g. Cây này là một cây của hàng Suzumi. Cây này là 2m4, hàng carbon. Đây có xước sát chốc sơn tí, hàng carbon sắn quăng đó, anh em thấy nó sắn nè, nó sắn cộm tay luôn á, nói chung là không cộm tay lắm nhưng mà giờ là biết liền đó, nó sắn như con gắn. Để em quay ra đây đó. Sắn như con gắn, sở hữu cái này sở hữu dàn phen là dàn phen Fuji nha mọi người đó, thấy không, dàn phen nó còn khá là ok, dàn phen Fuji. Tất cả các lóng đều ok hết, ngoại hình cây này tầm khoảng 80-90%, 80%. Đó. Có xước li ti, hàng sắn nổi găng. Đợt trước em có bán một cây Shimano rồi nhưng nó không có sắn như con này sắn là cuồn cuộn luôn á. Đây dàn phen ở đây đó, bát là bát Fuji nha mọi người. Lấy nét đây, lấy nét đó. Bát Fuji hàng Suzumi sắn cuồn cuộn, hàng bao
34. Rồi, giá công khai luôn, giá công khai là 650k nha mọi người. Cây số 9 2m4, hàng Suzumi, hàng carbon, sắn cuồn cuộn 650k. Cho anh em về đi câu cá chê, câu cha, câu chim, đánh biển cũng ok. Đây đọt nó đây, nó đọt cứng tầm 50 nha. Đọt cứng 50 carbon, độ nảy nó khá là cao. Đó là tổng cộng 9 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em nào ưng cái cần nào á, có thể alo thẳng cho em hoặc có thể để lại bình luận cộng với số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em. Anh em mua hàng bên em thì anh em có thể kiểm tra hàng trước thanh toán, không cần phải cọc hay kéo gì trước hết. Anh em nào tin tưởng thì có thể chuyển khoản, em bao ship. Rồi, giá cả em đưa lên là chưa bao gồm phí ship nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.